Đã phát hiện con mồi mới. Con mồi này ngon đấy, rất là vừa miệng với tớ. Này, nhưng mà cậu đã nghĩ kỹ chưa? Tớ thấy việc này không nên làm. Cậu suy nghĩ cẩn thận lại đi. Suy nghĩ cái gì? Cơ hội thế kia là phải chấp ngay. Chỉ có những cái đứa nhát gan như cậu ấy thì mới không dám làm gì đấy. Cậu không làm ấy, để yên vào, tớ vào tớ làm. Này, cậu không sợ? Sao liều thế? Liều ăn nhiều, có cái gì mà phải sợ? Chỉ có những cái đứa lá gan chuột nhất như cậu ấy thì mới không dám làm gì thôi. Cậu nhìn xem, cô ấy đơn thân một mình như kia, làm gì được tớ nữa chứ? Nhưng mà... Không nhưng nhị gì nữa. Thế cậu thích nói nhiều không? Tớ cắt của cậu bây giờ đấy. Thời buổi này rồi, làm gì có ai còn dùng tai nghe có dây nữa. Xin lỗi cô, tôi có cái tật đấy, là tôi cứ thấy tai nghe có dây là tôi lại ngứa mắt, tôi không chịu được, nên là tôi phải cắt thôi. Ui, đúng là can đảm thật đấy. Những lời gợi đòn như thế mà cũng dám nói ra được. Không sợ người ta đánh à? Anh bị điên à? Tôi dùng tai nghe gì thì liên quan gì đến anh? Tại sao lại không liên quan chứ? Một cô gái xinh đẹp như cô, lẽ ra phải sở hữu một chiếc AirPods xịn sò rồi mới kén cạnh. Đây, tôi tặng cho cô. Đổi lại, cô có thể cho tôi xin số điện thoại có được không? Đúng là hàng thật này. Nhưng mà anh tặng tôi thật á? Cái này phải đáng giá mấy triệu đấy. Số tiền này đã là gì? Tôi thấy cái chiếc AirPods này cũng không đáng giá bằng số điện thoại của cô đâu. Vậy cô cho tôi hỏi, cô có đồng ý đổi số điện thoại của mình để lấy chiếc AirPods này không? Hóa ra là anh bày trò cắt tai nghe của tôi là để xin số điện thoại đấy à? Anh to gan thật đấy. Bình thường ấy, tôi rất là nhát gan. Nhưng chẳng hiểu tại sao từ lúc tôi gặp cô ấy là tôi lại cảm thấy mình hết sức là can đảm. Tôi có thể lên núi đao xuống biển lửa, làm tất cả mọi thứ chỉ vì cô. Đúng là bái phục cậu. Như thế mà cũng thành công được. Này Huy ơi, lúc nãy tớ không ngờ cậu lại có thể thành công xin số điện thoại cô gái đấy. Tớ cứ tưởng là cậu còn bị đánh rồi cơ. Mà cậu đúng là cao thủ. Tớ nói cậu nghe này, không phải ai cũng có thể có được kỹ năng như tớ đâu. Quan trọng ấy là phải biết dùng kỹ xảo. Nhưng mà tớ thắc mắc ấy, là cậu làm như thế để làm gì? Trong khi tớ thấy cái cô gái vừa rồi ấy, là cô gái hình như là thứ 8 cậu xin số rồi đấy. Vừa mất thời gian, lại còn vừa tốn tiền. Cậu nói buồn cười. Ai bảo cậu là tớ không dùng để làm gì? Tớ dùng số này ấy, là để bán. Mà không những ấy, còn bán được giá cao nữa đấy. Cậu xin số điện thoại để bán á? Mà lại bán được giá cao? Nhưng mà làm gì có ai mua số điện thoại để làm gì đâu. Ôi trời ơi, anh bạn ngốc nghếch của tôi. Tớ nói cho cậu nghe này, số điện thoại này ấy, là tớ dùng để bán cho những cậu ấm vô công rồi nghề, thích xin số của người đẹp. Thứ nhất ấy, là gái xinh nó khó tìm. Còn thứ hai ấy, là xin số gái xinh ấy cực kỳ khó. Không phải ai cũng có thể xin được đâu. Nhưng đối với tớ ấy, sử dụng một chút kỹ xảo, cộng với thân hình bảnh bao, đẹp trai như thế này ấy, mà lại còn dẻo miệng nữa, thế cô nào mà chả chết. Nhưng mà lúc nãy tớ thấy cứ mỗi lần cậu xin số một cô gái, cậu lại tặng cho người ta cái AirPods. Như thế thì cậu chả lỗ quá rồi còn gì nữa. Tớ không thể nào tin được một số điện thoại của một cô gái như thế mà lại bán được giá cao hơn cái AirPods. Ai bảo cậu ấy là tớ đã tặng cái AirPods? Rõ ràng lúc nãy là tớ thấy cậu tặng cô gái kia rồi mà. Sao lại đấy? Tớ nói cậu nghe này. Đúng là lúc nãy là tớ đã tặng cô ta cái pot này. Nhưng đợi đến lúc khi cô ta muốn dùng thử, tớ đã nhanh trí đánh tráo cái pot này bằng một cái pot giả rồi. Chuyện như thế mà cậu cũng làm được. Cậu đúng là ghê thật đấy. Quá khen, quá khen.
Nhưng mà Huy ơi, cậu nói là cậu xin số điện thoại của các cô gái đấy, sau đó bán cho các cậu ấm khác. Thế nhưng mà nhỡ những cậu ấm đấy mà là kẻ xấu, xong rồi họ có ý đồ xấu với những cô gái kia, ôi thế thì chẳng phải là cậu đang tiếp tay cho chuyện xấu à? Ôi giời, cậu cứ lo bọt trắng răng. Tớ nói cho cậu nghe này, tớ ấy là tớ chỉ cung cấp số điện thoại cho người ta thôi, còn làm gì hay không ấy là việc của người ta, chứ mình có ép buộc đâu, đúng không? Mà hơn thế nữa nha, bây giờ mình đều là người trưởng thành rồi, mình phải có trách nhiệm hành vi với bản thân của mình chứ. Nói thì nói như thế, thế nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Cậu suốt ngày cứ nhưng mà như cậu ấy thì bao giờ mới đổi đời được hả? Tớ nói cậu nghe nhé, nể tình tớ với cậu là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ đến lớn đến giờ, nên tớ mới chỉ cho cậu cái mẹo để làm giàu đấy. Chứ cứ wow như cậu ấy thì bao giờ mới đổi đời được. Tớ nói cho cậu nghe này, cái việc bán số điện thoại này chỉ là cái bước đầu tiên của tớ thôi. Quan trọng ấy là tớ phải tìm được cái chỗ dựa dẫm, để sau này anh em mình có đi đâu ấy mà còn biết đường mà dựa vào, đúng không? Chuyện như thế mà cậu cũng nghĩ ra được, tớ đúng là bái phục cậu đấy. Chuyện chúng ta không có tiền ấy, nhưng mà chúng ta có chỗ dựa. Cách tốt nhất bây giờ ấy là chúng ta phải có một đầu óc cực kỳ nhạy bén, thì sau này mới có chỗ dựa vào. Cậu yên tâm đi, tớ đã chỉ cho cậu cách như này rồi ấy, thì cậu không phải lo, tớ không để cậu phải chịu thiệt đâu nhá. Đi. Nào. Thế hôm nay đúng là may mắn, lại thêm một em xinh nữa kìa. Ơi, không được. Không được cái gì? Không làm được đâu. À, tôi hiểu ý của cậu rồi. Cậu là cậu thích cô ta đúng không? Vậy vào làm luôn, nhanh. Cứ làm theo cách của tôi, đảm bảo xin được số điện thoại cô ấy ngay. Đi. Không được, không làm cách đấy được. Sao lại không làm cách đấy được? Tôi nói cậu biết nha, cơ hội chỉ đến có một lần thôi. Nếu cậu có cách ấy, thì cậu làm thử đi. Tôi cái gì? Tôi nói cho cậu biết nha, đây là cơ hội trời trao có 102 đấy, mà cô ấy cũng đang đeo tai nghe kìa. Cậu còn không biết nắm lấy cơ hội nữa à? Tớ nói cậu nghe nhá, vạn sự khởi đầu nan, gian nan đừng có nản. Tớ đảm bảo nhá, khi cậu cầm cái iPod này và đưa cho cô ấy, đảm bảo mặt cô ấy sẽ tươi như hoa và cho cậu xin số điện thoại ngay. Tớ đã làm bao nhiêu cô gái như thế rồi mà cậu vẫn chưa rút được kinh nghiệm à? Thế bây giờ cậu có làm không? Hay là để tôi làm? Ơi, thôi được rồi, tự tôi làm. Phải thế chứ. Đây, đạo cụ đây. Làm xong ấy, nhớ trả lại cho tôi ngay chưa? Nếu không ấy, là cậu đền tiền tôi đấy. Đi, nhanh lên, còn chờ gì nữa. Nhanh lên. Gì đấy? Tôi muốn tặng cô cái tai nghe AirPods này nên tôi mới cắt dây tai nghe của cô. Anh bảo sao? Anh muốn tặng tôi cái tai nghe này mà anh cắt dây tai nghe của tôi. Đúng, cô chỉ cần anh nghĩ là tôi cần cái hộp tai nghe AirPods này à? Tôi... Anh nhìn tôi đi, có giống người thiếu tiền không mua nổi chiếc AirPods này không? Này nhá, tôi thích đeo tai nghe có dây ý, là vì tôi thích, không liên quan gì đến anh nhá. Anh có biết là hành vi vừa rồi của anh ý là phá hoại tài sản của người khác không à? Tôi không cố ý. Tôi xin lỗi, mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi. Bọn tôi đang thực hiện một số clip chôn tặng tai nghe cho gái xinh. Tôi thấy cô cũng khá là xinh nên là đã lọt vào tiêu chí của bọn tôi. Cô thông cảm, cậu ấy lần đầu mới làm nên là hơi bối rối. Để tôi giải thích cho cô hiểu nhá. Đồ
Được rồi, anh nói đi. Xem là anh giải thích thế nào. Mọi chuyện là như này. Chắc là cô cũng đã từng xem những cái clip ở trên TikTok rồi đúng không? Đấy, thì trên đấy là có những cái clip chôn nó kiểu dạng như thế này này. Tôi thấy cô cũng khá là xinh đẹp, nên tôi nghĩ chắc chắn cô sẽ nổi tiếng đấy. Cắt tai nghe ấy chỉ là chuyện nhỏ, còn nổi tiếng ấy mới là quan trọng. Tôi có thể giúp cô trở nên nổi tiếng chỉ trong vòng một đêm mà không phải mất mát cái gì cả. Mà hơn thế nữa là còn được tặng một chiếc AirPods xịn sò. Cô thấy tôi nói như thế có đúng không? Anh nói cũng đúng. Tự nhiên trở nên nổi tiếng ấy cũng là điều không thể nhỉ. Nhưng mà thật ra ấy, tôi cũng chẳng thích nổi tiếng cho lắm. Cô làm cái gì vậy? Chẳng phải là hai anh muốn nổi tiếng hay sao? Cơ hội tốt như thế này thì tôi đang tạo cơ hội cho hai người đấy thôi. Này, cô đang quay cái gì đấy? Quay cái này để up lên TikTok đó. Làm thế nào bây giờ nhở? Phải viết nội dung như thế nào thì mới thu hút được đông đảo người vào xem giờ ta. À, mà tôi nhìn bộ dạng của hai người ấy, hình như đây không phải là lần đầu tiên hai người bày ra cái trò này đúng không? Này này này. Ôi, nếu mà bây giờ tất cả mọi người ở trên mạng nhìn thấy bộ mặt của hai người, không biết là phản ứng của mọi người sẽ như thế nào nhở? Này, cô đừng có quay. Làm cái gì đấy? Vừa làm hỏng dây tai nghe rồi. Anh có biết đây là chiếc 12 Pro Max không? Vừa làm hỏng dây tai nghe rồi nhá. Bây giờ mà làm hỏng chiếc điện thoại của tôi ấy, tôi không bỏ qua cho hai người đâu. Thưa tôi cô ơi, tôi là người cắt tai nghe, không dính dáng gì đến cậu ấy cả. Tôi xin lỗi, mong cô bỏ qua. Nếu mà cô tức giận ấy, thì cứ tức giận lên tôi này. Đây là lỗi của tôi. Tôi sẽ mua đèn cho cô một cái tai nghe khác. Có thế chứ. Ngay từ đầu thì tôi cũng chỉ muốn một lời xin lỗi từ phía hai anh thôi. Thế được rồi, dù sao cũng đã thành tâm thành ý xin lỗi như vậy thì tôi cũng không chấp hai người làm gì cả. Bọn tôi xin lỗi cô thật mà, bọn tôi biết lỗi thật mà. Nhưng mà không thể nói xuôi như vậy. Cầm lấy. Cô đưa giấy cho bọn tôi làm gì vậy? Viết bản kiểm điểm. Tốt. Nhưng mà tôi bảo hai người này, lần sau ấy, cho dù tai nghe của người khác có xấu hay là có tốt như thế nào ấy, thì đó cũng là của người ta. Chứ đừng có mà tự tiện cắt dây tai nghe của người ta như vậy. Hai người không có quyền quyết định trong đó, hiểu chưa? Lần sau mà còn làm như vậy nữa ấy, thì hậu quả là do hai người tự chịu trách nhiệm đấy. Vâng, bọn tôi biết lỗi rồi. Lần sau không dám như thế nữa đâu ạ. Dĩ nhiên là không được làm như thế rồi. Chẳng qua là lần này ấy, cái hành động của anh không đáng để đưa lên công an phường thôi. Chứ nếu tôi mà tố cáo anh, tôi bảo anh là dùng cái kéo này anh đe dọa tôi ấy, chắc chắn nhá, hai người sẽ bị tạm giữ để điều tra lâu dài đấy. Con bé này đúng là đối điên mà. Cái tai nghe xịn sò như thế không thích, lại còn dám lên mặt dạy đời bọn mình nữa chứ. Nó nghĩ nó là ai? Con gái chủ tịch à? Thôi, tớ thấy cô ấy nói đúng mà. Là bọn mình sai trước còn gì nữa. Tóm lại, lần sau để tớ mà gặp lại nó, tớ sẽ không tha cho nó đâu. Này này. Hả? Cậu thấy tớ thế nào? Sao? Cậu làm sao đấy? Có gì bay vào mắt à? Không, ý tớ là cậu đẹp trai nhức hết cả mắt mà. Mà này, tớ thấy nhá, cậu mà đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất đâu. Chuyện. Nhưng mà cậu hỏi tớ câu này hơi nhiều, hỏi 20 lần rồi. Ngày đầu tiên đi làm nên là tớ muốn trả chuốt lại cho nó lịch sự một tí. Mà kể ra anh em mình cũng hên thật đấy, thế quái nào trúng tuyển lại chung vào một công ty. Thế từ giờ đi làm nhá, tớ sẽ bảo vệ cậu. Vâng, cảm ơn cậu. Lại chả không à. Tớ nói cậu nghe này, vào trong cái môi trường làm việc công sở này nó khắc nghiệt lắm. Cậu mà lờ ngớ là bị bọn đồng nghiệp nó đá đít ngay. Nhưng mà chúng mình đi làm cơ mà. Cậu nói cứ như là đi đấu vật ấy. Ôi trời ơi, bạn tôi ơi, tôi nói cậu nghe này, càng công ty to ấy thì môi trường làm việc loại càng khắc nghiệt.
lớ ngớ như cậu ấy, có khi là chính bị cái bọn đồng nghiệp đâm ngay sau lưng ấy chứ. Nhưng mà cậu yên tâm đấy, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu. Đi. Đẹp thật đấy bạn ạ. Mỗi lần đều đến công ty này là tôi đều cảm thấy thật là choáng ngợp. Chỉ nghĩ đến việc hàng ngày chúng ta được đi làm ở đây thôi là tôi cảm thấy sướng rên người rồi. Ôi giời, cậu đàng hoàng một chút đi. Ngày đầu tiên đi làm, đừng có làm thế. Chuyện này cứ làm theo kế hoạch ban đầu. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì báo ngay cho tôi biết. Vâng ạ. Ui giời, cậu lo cái gì? Ở đây chỉ có mỗi hai chúng ta thôi. Hai cô, hai cô làm gì ở đây đấy? Tôi mới phải hỏi cậu câu đấy đấy. Đồ lừa đảo như cậu làm gì ở đây? Này, tôi là nhân viên ở đây. Thế còn cô là ai? Nhân viên công ty à? Hóa ra hai người bọn họ là nhân viên mới được tuyển dụng vào công ty của mình à? Này, gì? Cậu bình tĩnh lại đi. Trông cô ấy biết đâu là sếp của mình thì sao? Ui giời, cậu đúng là cái đồ thỏ đế. Trông mặt cô ta non trẻ thế này, mặt thì búng ra sữa, nhìn như hai cái bánh bao ấy. Trông tuổi này có khi nó nhỏ hơn bọn mình ấy. Mà cùng lắm ấy, thì chắc cũng chỉ làm nhân viên đồng nghiệp của bọn mình thôi. Lá gan của anh to quá nhở? Hình như ngày hôm qua viết bản kiểm điểm ấy cũng không khiến cho anh nhận ra lỗi lầm của mình nhở? Chủ tịch, chị cũng quen anh ta ạ. Cái gì cơ? Chủ tịch á? Cô mà là chủ tịch á? Này, cô đừng có bảo hù dọa tôi đấy nhá. Bọn tôi hù dọa anh làm cái gì? Đây là chị Lan Anh, chủ tịch công ty FVM. Nhìn hai người như thế này, xem ra là bình thường không đọc tạp chí kinh doanh rồi. Chủ tịch lớn như thế mà cũng không biết à? Nếu mà bọn họ biết mặt của tôi thì chắc hẳn là ngày hôm qua bọn họ đã không cắt đứt dây tai nghe của tôi rồi. Cái gì? Bọn họ dám làm thế với chị à? Tôi cho hai người 2 phút, chuẩn bị đi, xong rồi lên phòng họp gặp tôi. Bảo đàng hoàng đi. Ôi, giờ làm nào?